Ayo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của Hoa Tư Official. Thì mọi người ạ, ngày hôm nay thì mình có một cái vlog đặc biệt gửi tới mọi người, đó chính là mình đã ra đây hơn một tháng rồi nhưng mà vẫn chưa có thời gian đi chơi hay là đi vui gì ở Hà Nội mọi người ạ. Thì ngày hôm nay mình quyết định đó chính là đi review Hà Nội. Hấp dẫn chưa? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình của mình. Mà ngày hôm nay sẽ thiếu đi một vài người, một vài nhân vật. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi quay cùng Nguyễn Văn, Văn Bi mọi người ạ. Mọi người có nhận ra Văn Bi không? Chờ một chút. Đó. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ cùng Văn đi review Hà Nội cho mọi người coi. Hello mọi người. Thì với cái buổi sáng và tiết trời mùa thu của Hà Nội này rất là rét. Thế đang mình phải mặc áo hoodie này. Sợ là có hơi mưa nữa. Mà ra Hà Nội, sống ở Hà Nội mà không ăn bún chả vào buổi sáng là hơi phí mọi người ạ. Thì ngay bây giờ bọn mình sẽ dẫn các bạn đi một quán bún chả mà ngon nhất Hà Nội luôn. Với mình là ngon nhất Hà Nội. Hãy cùng mình đi nhá. Đây, địa điểm đầu tiên chúng ta đến đó chính là bún chả Khánh Vân. Thế cháu ơi, hai suất nhớ ngồi coi nhé. Ăn ở đây ạ. Vâng ạ, thì với cái tiết trời này thì ăn được bún chả Hà Nội là tuyệt vời nhất. Vâng. Ăn ở đây thì sẽ phải có cho thêm tỏi vào. Rồi quán rất là ngon, rất là đông. Bây giờ thì chúc lên. Mình ăn hai người cho nên sẽ xong một cái đĩa này mọi người ạ. Mình đảm bảo mọi người luôn. Không ngon không lấy tiền. Tất cả mọi người. Tạm thời chia tay quán bún chả Khánh Vân. Bây giờ mình sẽ đội mưa đi về mọi người ạ. Đã ướt hết người rồi. Thì bây giờ sẽ là đi về. Rồi sẽ đi tìm một vài chỗ nữa cho mọi người coi. Của mọi người nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Để mọi người biết là mình quay video là vất vả như nào. Rất là mưa. Hello mọi người, thì có lẽ là mình sẽ phải ở nhà thôi, trời đang rất là mưa và mình sẽ đi ngủ, rét này chỉ có đi ngủ thôi mọi người ạ. Trời đang rất là mưa đây, mình sẽ quay cho mọi người coi, thì mình sẽ ngủ chờ khi nào tạnh mưa thì mình sẽ đi tiếp. Thì bây giờ thì ngủ thôi, buổi trưa mệt lắm, buổi trưa sang chiều tối đi chơi tiếp. Hello mọi người, đây, một chiều khu Hà Nội đang rất là đông đúc, trời rất là mát mọi người ạ. Phần thâm dâm mình còn sợ là tối nay nó mưa thì sẽ không có vlog cho mọi người coi được ấy. Mình đang phải đi rất là sớm để đi gặp Văn này, rồi đi review Hà Nội cho mọi người coi. Thì tối nay là tối thứ bảy thì sẽ có gì nhỉ? Nay cuối tuần, không phải tối thứ bảy, cuối tuần thì sẽ có phố đi bộ và mình tối nay mình sẽ cố gắng lên phố đi bộ cho mọi người coi nhá. Thì bây giờ là đón chờ clip của mình thôi. Bye bye. Đi đâu về ạ? Hello mọi người. Đây bọn mình đã có mặt tại Hồ Tây. Bây giờ bọn mình sẽ vào cái quán. Cái này chắc là cái chùa gì sao đúng không? Chắc Phủ Tây Hồ gì đấy rồi. Mình không biết. Thì đây bọn mình sẽ chọn một cái quán mà trước ở cái chùa hay cái gì đây mình cũng không rõ. Thì dạ, quán này sẽ là quán ăn vặt kia của mình nhá.
mọi người. Đây mọi người thấy không? Bánh tráng nướng đây là món đầu tiên với cái mùa thu Hà Nội này. Với cái mùa thu Hà Nội này cùng với lại bánh tráng nướng mùa hóng có đây thì tuyệt vời luôn nhỉ. Thì bây giờ nói tất cả mọi người. Hồ Tây rất là đẹp. Buổi tối ra đây hóng gió thôi rồi luôn. Đây là văn bi của chúng ta. Nó tan. Nói với cả mọi người đây. Mọi người xem cái nhân. À mà cái nhân vừa nãy quay rồi hình nhỉ. Phải biết cái này bao nhiêu tiền nhưng mà ngon lắm. Thời tiết sẽ đang lạnh ăn cái chân nướng nóng ho mà. Chưa. Có nhiều này thôi rồi luôn. Tạm thời chứ. Thế tay quán ăn ở trước, chúng ta sẽ đi tìm cái món quán khác hoặc món khác. Ờ, lát không? Tối rồi mọi người ạ. Không biết ở tối có Hồ Tây có gì đặc sắc không? Rồi bọn mình sẽ nhanh chân, bọn mình đi tới. Hello mọi người. Thì bọn mình đã đi hết một vòng Hồ Tây rồi. Thì toàn những cái món mà bọn mình ăn rồi thôi mọi người ạ. Thì có lẽ là bây giờ là sẽ dừng cuộc hành trình ở Hồ Tây. Và mình có một, sau khi mình đi Hồ Tây mình rút ra một kinh nghiệm đó chính là mùa đông này tốt nhất ở nhà chứ đừng ra Hồ Tây. Đấy là những bạn không có người yêu. Còn những bạn có người yêu thì ra Hồ Tây nhé mọi người nhá. Chắc chắn sẽ là rất là vui mọi người ạ. Thì bây giờ thì cùng mình đi lên trên đường ăn vặt trên phố cổ thôi. Let's go. Hello mọi người, bọn mình đã có mặt tại gì nhở? Phố cổ đúng không? Ngày nay ở đây là có sự kiện gì mọi người ạ? Em ở Hội An. Đồng ạ, đồng ạ. Có đây đi, rất là đẹp. The book.
có lẽ là phải dừng clip ở đây thôi, bởi vì mình đã đi hết phố đi bộ rồi, không có cái gì cả, thì có lẽ là clip mình tạm dừng ở đây. Mọi người nhớ là subscribe cho mình nhá, để đón chờ những clip và những cái vlog tiếp theo. Nhớ là subscribe cho mình đó. Bye bye mọi người. À, có gì lên Hà Nội nhớ rủ mình đi theo nhá.